Trưa ngày 11 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung dập tắt đám cháy lớn, bao trùm cả 3 căn nhà ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngọn lửa bắt đầu phát ra tại một căn nhà của người dân trên đường Lê Hồng Phong. Chỉ vài phút sau đó, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng sang 2 căn nhà bên cạnh. Nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa. Sau gần 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản của người dân đã bị thiêu rụi. Các căn nhà bị cháy kinh doanh đồ điện máy, nông cơ. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.